quay vòng vòng luôn nè. Đuổi người ta lên nút già. Ôi lên được nè. Ôi 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 lên được mà hơi khổ. Không sao không sao. Chạy chạy đi. Ôi dính luôn rồi. Xin chào các bạn. Hôm nay anh em mình sẽ review chiếc xe đồ chơi leo tường nha. Chiếc xe này là mình mua ở trên Shopee có trị giá là 277.000 nha các bạn. Cầm những cái hộp này người ta gói kỹ thiệt á. Ở trong đây còn một cái hộp nữa. Đây. Đây có in hình chiếc xe nè. Xe này có 3 màu mà trong đây không biết có màu gì nha. Trời ơi, anh hai cũng đâu biết đâu, giờ anh hai mở rồi nè. Wow. Có hai hộp không lẽ hai chiếc ta? Wow. Xe màu xanh. Ở trong đây còn một cái hộp nữa. Có người nào người ta bán mình hai chiếc không ta? Ôi trời ơi. Oh, hai chiếc là thumper nha. À, thì ra là cái điều khiển. Có điều khiển mình mới xài được chứ. Cái này là gì ta? Cái này là cái cọng dây, chắc dây sạc quá. Cái này là hướng dẫn sử dụng. Tức chứ nhà sản xuất này sản xuất sao mà không xin lắp dụng pin luôn. Cái gì vậy? Đâu? Trong đây nó để 3A nè. Nguyên mình mấy A vậy? Trời ơi, nó 2A hả? Hên quá. Mà không sao. Anh có chuẩn bị mấy cục pin 3A. Đúng rồi. Nè em gắn đi, nó vừa không? Hả, không vừa nó đi kiện nó luôn. Trời hên quá vừa kìa. Trời ơi, pin 3A mà nó nhỏ xíu. Nhiều A mà nó nhỏ hơn pin 2A. Rồi, bây giờ là mình sẽ tháo tiếp chiếc xe này. Chị Phúc hồi hộp đã tới rồi. À, cái này nó làm cái khớp nè. Đây. Em không tin chiếc xe này nó nhỏ mà nó leo tường. Anh cũng đâu tin đâu. Giờ mở thử thôi. Rồi, ở đây nó có các chế độ như vậy nè. Up nè, floor, wall nè. Bây giờ mình leo tường, mình kéo lên nút wall nữa đó. Rồi. Nghe còn cái đồ là lên xuống trái phải. Rồi theo như hướng dẫn là mình mở ra cái chế độ wall đó nè. Mình để sát vô tường. Rồi điều khiển đi Dương. Quá wow, hay quá mày ơi. Bây giờ em đã tin cái xe này leo tường được. À, giống trong quảng cáo rồi đó. Còn quay vòng vòng luôn nè. Ủa gì ta. Thấy chơi đã quá cho anh hai điều khiển xíu đi. Rồi. Rồi cái này tới đi hả. Tới. À, lúc này là lúc xây, không phải lúc xây, này là tái lui. Ôi. Ồ, hai giờ anh thay cho nó leo lên nóc nhà thử là được không nha. Ôi. Để chỗ này bị chướng rồi. Để đem ra nha. Rồi, chuẩn bị nha. Lên nóc nhà. Ờ, chỗ đó không có tường, nó không có leo được. Anh nhìn nó chạy qua đó đi. Ồ, lên luôn, lên luôn. Anh luôn có tại ơi. Ờ, chỗ đó hình như nó bị dướng rồi, anh không được. Rồi, chiếc xe này theo mình thấy là nó leo tường được rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho nó leo cái lên cái tường gạch men thử coi nó được không nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho nó leo lên tường gạch men nha các bạn. Bật qua chứ là wall nha các bạn. Ừ, hiển nha. Ồ, chạy ngon mà anh luôn. Ủa cái gì vậy? Ồ, sao nó tới đây nó không chạy được ta? Ồ, ê, ê, ê. Rồi lên đó là chạy ngon rồi. Từ dưới cái đường gạch nè, gạch thì người ta ớt không có khớp. Mỗi lần nó chạy ngang mấy cái lằn dao của mấy viên gạch mình nó sẽ không có chạy nhanh ngon. Nha, từ dưới vậy á. Trời ơi.
tưởng cái tường láng gì nó ngon hay gì nó thua cái tường thường của mình đó. Vậy là cái tường ốp gạch men nó không có chạy ngon bằng cái tường thường của mình rồi. Tại nó có cái lằn gạch như vậy nè, chạy ngang cái lằn gạch là nó không có chạy được. Bây giờ mình sẽ làm thêm hai cái thử thách nữa cho chiếc xe này. Đó chính là mình sẽ cho nó câu đồ, để là nó câu được bao nhiêu nha. Cái thứ hai là mình sẽ tác động bên ngoài thử coi nó có rớt hay không. Mình đã chuẩn bị cái móc này, mình sẽ bỏ đồ vật vô nha các bạn. Rồi, thử thách đầu tiên là mình sẽ cho nó câu một trái hạnh. Rồi, bật chế độ quên. Ô, quá hay luôn. Để đây, mình phải tăng độ khó cho nó mới được. Mình sẽ bỏ thêm một trái hạnh nữa. Rồi, đây là hai trái hạnh nha. Lên. Quá đỉnh luôn. Chạy khỏe ghê như bò kéo xe. Thôi, mình phải tăng độ khó hơn nữa mới được. Phải thêm thôi. Ok, mình thấy nó đã quá mạnh rồi, cho nên mình thay bằng cái hũ lớn hơn nè, chứa nhiều đồ hơn, thử coi nó có câu nổi luôn không nha. Rồi bây giờ mình đã bỏ vô ba trái hạnh rồi, mình để coi nó câu nổi không nha. Thấy là hơi khỏe rồi đó. Ngon lành. Bỏ vô thêm dương. Rồi. Bốn trái nha. Ngon lành. Thêm thôi. Trái nữa. Trái. Bỏ nhẹ. Sáu trái nha. Ui. Rồi bây giờ tháo trái hạnh là mình thấy nó câu ngon lành rồi. Mình bỏ thêm đi dương. Rồi, coi nó câu nổi không nha. Rồi 7 trái nha. Rồi lên không nổi rồi. Nó không chạy ngang thẳng nổi, nó chạy ngang thôi mà. Rồi. Ôi lên được nè. Ôi lên được mà hơi khổ. Thôi để mình dịch lại. Mình từ từ nha. Nói chung là nó cũng lên được đó. Nó hơi quá sức. Rồi bây giờ mình đã bỏ vô 8 trái hạnh rồi. Để coi nó câu là nổi không nha. Chạy là không nổi luôn rồi anh hai ơi. Rồi giống như đây là đỉnh của nó rồi. Thôi mình móc ra mình cân thử coi nó nặng bao nhiêu nha. Rồi 80g nha các bạn. Như vậy là chiếc xe này câu được tối đa là 80g. Bây giờ mình sẽ đổi thử thách ha. Mình sẽ tác động bên ngoài, như là mình sẽ lấy cái hạnh mình chở nó. Còn nó có lớn không? Rồi Dương lấy trái hạnh chọn nó đi. Rồi Dương đứng chậu xéo vậy nè. Nó lớn không? Trời đứng vậy là nó không lớn rồi. Không sao. Thôi. Giờ mình nghĩ là một thử thách nữa. Mình sẽ cho em mình chở chiếc xe. Và mình sẽ lái né cái trái hạnh đó. Để cho được không nha. Rồi để anh đợi đi Dương. Chuẩn bị nha. Rồi 1, 2, 3. Anh chạy đi. Chở đi. Ôi dính luôn rồi. Trời ơi không ngờ thằng em mình nó chọi một cái xe nó hư luôn rồi. Cái này nó không còn hút nữa nè các bạn. Bình thường mình chỉnh chế độ won nè. Đây, chỉnh chế độ won là cái này nó sẽ hút chân không. Mà bây giờ nó không còn hút nữa, nó liệt luôn rồi. Rồi như vậy chiếc xe leo tường này bây giờ chỉ còn có thể chạy dưới đất thôi các bạn ơi. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Và nếu các bạn thấy clip này hay, đừng quên like và share để cho mình có nhiều động lực để ra nhiều video hay hơn nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.